mà đỡ nhận dạng được sản phẩm trong đó nó tỷ lệ bao nhiêu nữa, cái đó là quan trọng nhất là ra thị trường đó. Như thế này, giờ ba thứ em sẽ nhập, coi kỹ chưa, coi kỹ hết chưa, đây là cu ly này, đây là nó là robota, đây là robi, robota là tên dở đặt là trên cu ly thôi chứ thực đó là robota luôn, còn này cũng là robota nhưng mà đây là hạt diệp, nó khác nhau hoàn toàn, hai cái hạt khác nhau, còn đây là arabica, đây là nó khác nhau luôn. Nên khi mình nhìn riêng biệt thì mình thấy nó dễ nhìn, chứ mình nhập chung ba cái lại với nhau á hơi bị khó, không nắm mặt chung là không nhìn được á. Thì bây giờ nó tới cái mùi của À, mỗi thằng nha. cái mà cái đặc trưng của Arabica nó là mùi thơm độ đầm chứ không phải là đậm nha, mình nên nhớ từ đầm khác, từ đậm nó khác, đầm là đầm vị thôi, hàm lượng caffeine nó rất thấp chứ nó không có cao. Arabica nó có vị chua nhẹ, đó là thằng Arabica nha. Còn Robusta là nó có độ đậm, mà đậm là đậm gắt, gọi là đậm gắt chứ không phải là nó đậm mà nó dễ chịu, nó là có độ đậm, mùi thơm nó cũng mùi, nó cũng mùi cà phê nó mùi thơm nhưng mà nó không thơm bằng Arabica, tính năng của nó là đậm thôi chứ không phải là. Nên đa số cái người sử dụng mà hàng ép máy hay là hàng pha phin, người ta lấy cái này là làm nền, lúc nào cũng lấy Robusta làm nền để ra một sản phẩm, ra một công thức như vậy, là lấy hàng rô là chủ đạo để chi cái độ đậm, tại vì Tây Nguyên mình là sử dụng sản phẩm là cần độ đậm đó. Còn anh cu ly đây là cũng là rô ruby, đây là hàng đột biến, mỗi trái nó chỉ có được một hạt thôi, mình phân tích với khách hàng là mỗi trái đúng một hạt thôi chứ không phải là một cái hai hạt đâu nha. Cái này là hàm lượng caffeine cao nhất trong sản phẩm cà phê ruby và cu ly, đây hàm lượng caffeine nó cao nhất đó. Nó có vị chắc nhẹ, khi phối ba ông này với nhau như thế này đó, là nó sẽ khác biệt. Rồi anh chỉ nhìn nó quán mắt chứ không có phải là anh nhìn như cái thời gian ban đầu anh nhìn một thứ, khi mà anh ra để một sản phẩm đối thủ với một sản phẩm của công ty mình để anh nhận diện được trong đó nó có cái gì để mình nói chuyện với khách hàng là rất là khó. Như hồi nãy là nhìn là rất là dễ nghe, bây giờ hiện giờ anh nhìn là khó rồi, anh bảo đảm một câu luôn. Tách ra đi, anh thử tách ra giùm em, thử tách cái hàng nào là hàng cu ly, hàng nào là hàng A, bỏ ra cái này theo cách nhìn nhận được. Cái này là cái đầu tiên này. Rồi.